tiếp tục với những câu hỏi dành đến cho bác sĩ Thảo. Thưa bác sĩ, là nếu như mà chúng ta phát hiện sớm cái căn bệnh ung thư đại trực tràng thì cái việc điều trị có đơn giản hơn không, và cái quá trình điều trị của ung thư đại trực tràng diễn ra như thế nào ạ? Dĩ nhiên khi chúng ta phát hiện ở cái giai đoạn sớm, tức là nếu như cái giai đoạn sớm, tức là cái u đó nó chỉ khu trú ở cái lớp niêm mạc, thì cái việc loại bỏ nó rất là dễ dàng. Chúng ta có thể thực hiện qua nội soi mà không cần phải vào một cái cuộc mổ lớn cả. Chúng ta có thể thông qua nội soi loại bỏ được cái khối u đó. Có những cái hình thức rất là tiến bộ mà hiện nay khoa học đã áp dụng ha, là có thể cắt bỏ hoàn toàn lớp, gọi là cắt dưới niêm, cắt bỏ luôn cái khối u, và coi như là chúng ta đã điều trị khỏi hoàn toàn cái bệnh đó. Và dĩ nhiên nếu mà ở cái giai đoạn muộn hơn, khi mà u nó đã xâm lấn vào những lớp khác, thì chúng ta có thể thực hiện những cái cuộc phẫu thuật cắt bỏ một cái đoạn ruột chứa khối u, và tùy vào cái sự di căn mà chúng ta có thể kèm thêm là hóa trị hoặc là xạ trị kèm theo. Đó là cái giai đoạn muộn. Thưa bác sĩ, vậy thì sau khi mà đã trải qua cái việc phẫu thuật, có thể là ở giai đoạn sớm là chúng ta phẫu thuật một cái nội soi đơn giản, và một cái cuộc phẫu thuật lớn ở giai đoạn sau, vậy cái chế độ mà chúng ta ăn uống cũng như là những cái lưu ý để có thể hồi phục sức khỏe là gì ạ? Thì sau khi điều trị ung thư, cho dù là bằng bất cứ cái phương pháp gì, thì chúng ta cũng đều phải khám lại, tái khám định kỳ theo lịch của bác sĩ, để mình đánh giá cái chuyện nó có tái phát hay không, và nó đã có di căn hay không. Thì thường là đối với những cái ung thư mà cái giai đoạn sớm á, thì khi mà sau khi đã loại bỏ hoàn toàn bằng cái phương pháp là cắt dưới niêm, thì mình sẽ có cái lịch là trong khoảng vài năm đầu chúng ta sẽ đi khám mỗi 3 đến 6 tháng. Sau đó mình sẽ khám mỗi 6 tháng và trong vài năm tiếp theo, và sau đó mình sẽ giảm dần ra. Còn đối với những cái trường hợp mình cắt bỏ cái u thì mình sẽ khám lại sau 1 năm, sau đó là 3 năm, rồi 5 năm, tùy vào cái diễn tiến của bệnh. Và dĩ nhiên sau khi điều trị xong thì chúng ta cũng phải chú ý đến cái lối sống và cái chế độ ăn để phòng ngừa cái ung thư nó có thể tái phát ha. Thì đặc biệt là mình sẽ chú ý đến cái chuyện là tập luyện. Chúng ta có thể vận động thể thao nhẹ nhàng trong cái giới hạn sức khỏe cho phép. Thứ hai là mình phải chú ý đến cái chuyện ăn uống, tránh những cái loại thực phẩm mà nó làm tăng cái nguy cơ ung thư như chúng ta vừa trình bày ha. Dĩ nhiên là cắt bỏ thuốc lá và cắt bỏ rượu bia hoàn toàn. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể thay đổi được để ngăn ngừa cái ung thư nó hình thành trở lại. Thưa bác sĩ, nhưng mà đào sâu hơn về cái câu chuyện ăn uống á, thì ngoài cái việc là chúng ta hạn chế ăn thực phẩm đỏ, chúng ta có phải kiêng hoàn toàn là loại bỏ cái thực phẩm nào ra khỏi cái chế độ ăn của mình không ạ? Thì thường là có những cái loại thực phẩm mà người ta khuyên là không nên ăn. Ví dụ như thịt đỏ là mình chia sẻ rồi ha, nó vừa tăng cái nguy cơ ung thư, nó vừa tăng cái nguy cơ của những bệnh khác, ví dụ như bệnh gút chẳng hạn. Những cái loại thực phẩm mà lên men, ví dụ như là cái cải chua nè, cà pháo nè, những cái loại đó thì nó có nhiều cái chất độc, nó có thể hình thành cái khối u. Đó là một cái số thực phẩm mà mình không nên dùng. Vừa rồi là cái việc để cho chúng ta có thể hiểu qua quá trình phát triển bệnh, rồi chúng ta sẽ điều trị như thế nào và có những cái phương pháp như thế nào trong cái việc điều trị để có thể lựa chọn ở từng cái giai đoạn. Nhưng mà